Truyền thông phòng khám cho tường người thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cho tường người thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cho tường người thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đang hỗ trợ điều trị cho khoảng 160 bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Đáng chú ý, trong thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong lịch sử, các bệnh nhân tại đây đã may mắn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Nhờ sự đóng góp quý báu, khu vực nhà chờ của phòng khám đã được trang bị trần la phong và nền gạch men trở nên khang trang, sạch đẹp, thoáng mát, đã giúp giảm thiểu tác động tiêu cực từ thời tiết nắng nóng đối với sức khỏe cho bệnh nhân ung thư cũng như tất cả mọi người khi đến đây. Trước đây, khi chưa có mái che và nền lát gạch men, các bệnh nhân ung thư tại phòng khám cho tường người thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã phải chịu đựng sự khó chịu do nắng nóng gây ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của họ. Việc xây dựng mái che trần la phong và nền lát gạch men đã góp phần tạo nên môi trường điều trị thoáng mát, dễ chịu hơn cho bệnh nhân, giúp họ có thể tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã thể hiện tinh thần nhân ái và sự quan tâm sâu sắc đến những mảnh đời khó khăn, đặc biệt là đối với những bệnh nhân ung thư đang phải đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo. Nhờ sự đóng góp quý giá này, phòng khám cho tường người thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí có thể tiếp tục duy trì hoạt động và mang đến hy vọng cho bệnh nhân ung thư trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Bên cạnh sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám cho tường người thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cũng luôn nỗ lực để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang đến cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất. Mọi sự chung tay góp sức từ cộng đồng sẽ góp phần tạo nên niềm hy vọng và tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân ung thư trong hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Thanh xin được chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi buổi sáng thứ hai ngày hôm nay nha. Thì đầu tuần thầy cũng muốn sinh hoạt một chút với tất cả quý bệnh nhân. Trong tuần này đó thì các thầy vẫn khám bình thường, có nghĩa là theo nhu cầu chăm sóc bệnh nhân không có gián đoạn, thì chúng ta vẫn tiếp tục hỗ trợ điều trị mỗi ngày mỗi ngày, cho nên dịp lễ các thầy vẫn tiếp tục khám bệnh bình thường, không có nghỉ. Ví dụ như mình có người thân ở gần nhà hoặc là những bệnh nhân mà mình quen đó, mình cứ nói họ cứ xuống trong những ngày dịp lễ này ha, có nghĩa là các thầy vẫn khám, không có nghỉ. Đó là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là cái dự tính của các thầy là cái nhà sấy thuốc đó trong tuần này cũng sẽ cơ bản là cũng tương đối hoàn chỉnh, thì thầy sẽ chuyển cái lò sấy thuốc nè. Đây nè, mọi người nhìn thấy ha. Quay qua. Cái lò sấy thuốc này sẽ được đưa về nhà sấy thuốc. Cái lò sấy này đã được một mạnh thường quân giấu tên đã gửi cho phòng khám ngay thời điểm mà phòng khám mới bắt đầu xây dựng, chứ không phải là mình mua gần đây, mà là đã được tặng trong thời điểm đó, thì sẽ được chuyển về nhà sấy thuốc trong tuần này. Khi mà cái phòng bên đó xây xong đó thì sẽ chuyển về, thì phòng của anh Keo, phòng đốc thuốc anh Keo sẽ dời qua bên phòng lớn này để những cái đồ đạc sẽ rộng hơn. Vậy thì cái phòng anh Keo hiện tại sẽ làm cái gì? Thì đây là cái chương trình của phòng khám đưa ra. Đó là trong ngày 5 tháng 5, các thầy sẽ khai trương cái phòng cắt tóc. Phòng cắt tóc này là cắt miễn phí cho tất cả quý bệnh nhân, người nuôi ở đây. Đó, là bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 là mình sẽ cắt hàng tuần, định kỳ hàng tuần. Về chương trình cắt như thế nào thì các thầy sẽ phổ biến sau, nhưng mà chương trình cắt tóc sẽ được áp dụng trong tuần sau, bắt đầu là ngày 5 tháng 5, ngày Chủ nhật. Về cái lý do tại sao phòng khám lại mở ra cái phòng cắt tóc, thầy xin chia sẻ với mọi người nha. Lý do là như thế này. Ngày trước á, cha biết cắt tóc nha, cha cắt cho các thầy thuốc ở đây cứ định kỳ tháng rưỡi, 2 tháng là cha sẽ cắt những cái đầu tóc cho các thầy thuốc ở đây, thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến, thầy Hạnh, kể cả tóc nam, kể cả tóc nữ cha đều cắt được nha, chứ không phải là
là cha biết cắt tóc nam không đâu, biết cắt tóc nữ nữa. Thì khi cắt như vậy á, cha mới gửi gắm cái tình yêu thương của cha dành cho các thầy. Thì hôm nay các thầy cũng muốn mở ra cái phòng cắt tóc. Cái phòng cắt tóc này là không có lấy tiền bệnh nhân. Tất cả những cái mà mình tới đây, khi mà mình bước chân vào phòng khám này, tất cả đều là yêu thương và cho không. Cha theo lý tưởng yêu thương cho không là sống theo lời Chúa, thì các thầy là những học trò của cha, các thầy cũng thấm nhuần cái tư tưởng đó, cái lý tưởng đó, các thầy cũng vẫn yêu thương cho không tất cả bệnh nhân. Cho nên hãy mình bước chân vào trong phòng khám này thì tất cả những cái chương trình mà các thầy làm đều là yêu thương cho không đó. Cho nên phòng tóc này sẽ được tổ chức theo chương trình, là tất cả quý bệnh nhân, người nuôi, ai có nhu cầu cắt tóc thì mình sẽ đăng ký để mình cắt. Vậy thì mọi người có ai đăng ký không ạ? À? Thầy Thanh sẽ là người đầu tiên đăng ký. Thầy đăng ký cắt đầu tiên, rồi tất cả mọi người mình cùng nhau cắt tóc. Thì thầy nói tiếp về vấn đề chương trình cắt tóc là khi cha cắt cho các thầy, cha muốn gửi gắm cái tình yêu thương của cha vào trong cái việc cắt tóc, thì các thầy cảm nhận được thì quý bệnh nhân không có cơ hội để mà được cha tận tay cho cắt, nhưng mà các thầy vẫn mong muốn làm sao cái chuyện đó nó lan tỏa cái tình yêu thương tới tất cả mọi người, thì cái chương trình cắt tóc là mở ra là như vậy. Vấn đề thứ hai nữa là tất cả quý bệnh nhân ở xa khi tới đây, mình đi ra tiệm cắt tóc thì cũng được, nhưng mà có khi những cái tiệm cắt tóc xung quanh mình nhiều khi xa, với lại thứ hai là mình ngại, cái thứ ba nữa là mình cảm giác là mình không được đẹp á, rồi mình cảm thấy là mình không muốn cắt đó. Thì các thầy ở đây, các thầy mở ra cái tiệm cắt tóc như vậy đó để cho mình cắt cái đầu tóc gọn gàng, thì khi đó mình đón nhận cái tình yêu thương và mình cảm thấy cái đầu tóc mình á nó sạch sẽ gọn gàng, thì mình cảm thấy mình tự tin hơn về cái ngoại hình của mình, cũng như là mình cảm thấy là tâm lý mình thoải mái hơn. Thì khi đó nó cũng là một phần trong cái phác đồ này, để làm chi, để cho cái tâm lý mình nó được thoải mái và cái sự gắn kết giữa bệnh nhân và người thầy thuốc nó sẽ nâng lên. Bản thân mình tới đó mình cắt được cái mái tóc đó, dù không phải là quan trọng là nó lớn hay nó nhỏ, nhưng mà cái ý nghĩa, cái tình yêu thương ở trong đó, đặt vào trong đó. Khi mình cắt cái đầu tóc mình gọn gàng, mình vào đây mình thăm khám, mình bó thuốc, rồi các thầy gặp gỡ mình với cái niềm vui, niềm nở, thì tự động mình cảm thấy mình phấn khởi hơn, mình sẽ quyết tâm để mà mình vượt qua được cái bệnh của mình nó tốt hơn. Cái đó là cái ý nghĩa mà các thầy muốn mang đến khi mà các thầy mở ra cái tiệm tóc là như vậy. Đó. À, một lần nữa thì thầy Thanh xin được thay mặt cho phòng khám cảm ơn các quý ân nhân, quý Mạnh Thường Quân và nhà hảo tâm đã đồng hành ủng hộ các thầy xây được cái công trình là cái nhà sản xuất trà thảo mộc. Thì sắp tới cũng sẽ đăng ký giấy phép và đi vào hoạt động. Thì khi đó, khi mà mình có nguồn thuốc tươi mình đưa vào trong đó mình sấy, thì mình sẽ giúp được cho rất nhiều bệnh nhân hơn. Đó là cái điều mà các thầy rất vui mừng muốn chia sẻ với tất cả mọi người ngày hôm nay. Nay chị lên đây, chị đi thăm bệnh nhân hả? Dạ, thăm ba của chị đang điều trị ở đây. À, rồi. Đây là chị Quyên ở An Giang. Hôm nay chị đi thăm ba chị đang điều trị bệnh ở đây. Thì chị có muốn ủng hộ cho quý người nuôi nha. Ở đây là quý người nuôi thôi chứ không phải quý bệnh nhân nha. Dạ. Thì ở đây là có bánh bao. Bánh bao chai. Thì không phải bánh bao chai không? Rất là bánh bao chai. Ở quê làm, nhà chị hôm qua mới vừa xuống, ở quê làm rồi mang xuống đây cho mọi người. Dạ, đó là cái sự chia sẻ tấm lòng của gia đình chị tới tất cả quý người nuôi. Thì thầy cũng ghi nhận, thầy cũng thay mặt tất cả quý người nuôi cảm ơn gia đình chị nha. Thì lát nữa như thế này, tất cả quý người nuôi nha, ở đây là bánh bao dành cho quý người nuôi, bệnh nhân mình không được ăn nha.
bệnh nhân mình có cái chế độ ăn riêng rồi, cho nên là cái này dành cho người nuôi bệnh. Thì mỗi một người khám xong thì ra về thì ghé phòng của cô Hạnh, thầy Hạnh sẽ nhận giùm thầy một cái bánh bao ăn lấy lòng cho gia đình của chị Quyên. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều. Hằng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn,
Hàng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa nơi bác công nhân, trong bác nông dân ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hàng ngày con gặp được Chúa trong xóm nhà nghèo, tiêu điều sắc sơ, bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, hằng ngày con gặp được Chúa khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hằng ngày con gặp được Chúa khi ánh trăng soi đưa lối con đi màn đêm phủ đầy. Hằng ngày con gặp được Chúa trên ánh điện đường, yên niềm phố đêm buồn vui phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh.
hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.